Đây là cây sấu. Cây sấu thì rất gần gũi với nhiều người ở miền Bắc, đặc biệt là các vùng ở Hà Nội và các vùng xung quanh. Nhưng đây là cây sấu mình trồng trước nhà. Nhà mình thì ở Tân Tạo, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng mới trồng cây sấu này được khoảng 9 tháng. Lúc mới trồng thì nó chỉ bé bằng cái nhành lá của nó ở kia thôi. Tức là nó chỉ cao khoảng chừng 50 phân và nó bé, rất là bé. Như vậy cây sấu thì phát triển rất là tốt ở miền Nam các bạn nhé. Các bạn thấy không, thân và lá nó phát triển rất là mạnh đúng không ạ? Vậy nên bạn nào đã từng gắn bó với cây sấu, đang sinh sống tại miền Nam và muốn có cây sấu trước nhà để hoài niệm và làm bóng mát thì hoàn toàn có thể trồng cây sấu các bạn nhé. Cây này ở trong này thì rất là ít bán. Mình muốn ở trên Shopee được gửi từ Vĩnh Phúc vào, cũng rất là rẻ các bạn.